Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng trở lại với một video mở hộp điện thoại trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ mở hộp cho bạn cái chiếc điện thoại Vivo i17s nhé. Cái chiếc điện thoại này hiện tại mình có tham khảo tại website của Cellphone.net thì họ đang bán cái phiên bản RAM 4 bộ nhớ trong 128 với mức giá là khoảng 3.990.000. Các bạn sẽ được tặng cái gói dịch vụ bảo hành VIP 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng. Nghĩa là nếu mà xảy ra lỗi là chúng ta sẽ được đổi mới một sản phẩm chứ không cần phải sửa chữa gì cả. Còn cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này là phiên bản RAM 6 bộ nhớ trong 128. Nó sẽ có thêm 6GB RAM nữa qua bộ nhớ trong. Tuy nhiên là mình thấy là cái đó nó chỉ mang tính chất marketing là chính thôi, chứ nó cũng không có quá nhiều ý nghĩa trong vấn đề trải nghiệm. Vivo i17s với cái tầm giá này nó sẽ có những điểm gì khiến chúng ta phải khen và phải chê? Hãy cùng bắt đầu với mình ngay trong video ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra nhé, để xem là hộp phụ kiện nó sẽ có những gì nào. Đầu tiên ý là bên trong hộp này chúng ta sẽ rất là đầy đủ. Chúng ta sẽ có một cái ốp lưng dẻo trong suốt như thế này đây. Đấy, chúng ta sẽ lắp nó vào. Và tất nhiên rồi, nếu mà các bạn thích thì chúng ta có thể thả rơi nhá. Sổ ơi, kêu đến đét đét luôn đúng không nào. Nhưng yên tâm, chắc là không sợ bị vỡ màn hình đâu. Rồi, bởi vì là đơn giản là cái phần viền của ốp lưng này nó sẽ cao hơn so với cái phần mặt phẳng của màn hình như này. Nên là nếu mà rơi xuống cái phần mặt phẳng như này thì chúng ta yên tâm không sợ bị vỡ. Tuy nhiên là mình cũng khuyến cáo các bạn luôn đấy là không tự test ở nhà, bởi vì là test ở nhà vỡ là hãng cũng không bảo hành đâu. Và cái này thì chắc chắn là cũng không được một đổi một. Đấy. Còn mình cũng nói luôn đấy là cái này là rơi xuống mặt phẳng đấy nhá, chứ còn nếu mà rơi lên những vật sắc nhọn thì vẫn vỡ như bình thường. Đấy, chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận nói với nhau cái điều đó. Tiếp tục nữa nào. Bên trong hộp này chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C, chúng ta sẽ có que chọc SIM và chúng ta sẽ có một cái củ sạc. Đây là củ sạc nhanh luôn. Thế thì mình cũng nói luôn cho các bạn như này này. Đấy là cái chiếc điện thoại này thì nó chỉ hỗ trợ cái sạc nhanh tối đa là 15W thôi. Nhưng mà được cái là Vivo họ tặng một cái sạc nhanh là 18W, nghĩa là nhanh hơn cả những gì mà cái điện thoại này nó được hỗ trợ. Còn tất nhiên nếu mà các bạn dùng cái củ sạc này thì nó cũng chỉ nhận tối đa là 15W thôi nhé. Như vậy là nếu mà so với cả các hãng khác ấy, thì là rõ ràng đây sẽ là cái điểm yếu của nó rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là mặc dù có sạc nhanh nhưng ví dụ như làm so với cả Xiaomi hay là những cái hãng khác ấy, thì nó đã có cỡ sạc tầm khoảng 33W, thậm chí là Techno nó còn có sạc 45W cơ. Đấy thì con này nó chỉ có sạc 15W, hỗ trợ sạc 15W, sạc đi kèm là 18W thì đấy là điểm trừ rồi. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, chiếc điện thoại Vivo i17s thì cái điểm đầu tiên khi mà mình cầm cái dòng này trên tay đó là cái cảm giác cầm nắm rất là chắc chắn, thoải mái, không sợ bị rơi. Và kể cả các bạn có không đeo theo ốp lưng cũng được, bởi vì là cái phần viền màn hình này thì nó làm cũng khá là phẳng. Cái độ mỏng của nó sẽ rơi khoảng 8,1mm và khối lượng là 186g, nói chung là rất là vừa phải. Chất liệu thì cũng chỉ là nhựa thôi nhá. Thì về cơ bản là trong tầm giá này thì cũng khó thể chê cái chất liệu này được, bởi vì là đa phần điện thoại trong tầm giá này cũng chỉ có chất liệu nhựa thôi. Cái mặt lưng này thì nó là mặt lưng nhám, nó sẽ để lại ít mồ hôi và dấu vân tay hơn so với cả mặt lưng bóng. Đấy, và cái cách thiết kế mặt lưng này thì mình thấy là trông nó cũng rất là trẻ trung thôi. Mình chê ở đây là gì? Đấy là cái phần mặt trước này của nó này. Nó sẽ có hai điểm khiến mình phải chê. Thứ nhất, đấy là cái phần viền dưới này của nó làm rất là dày. Và thứ hai nữa là cái phần camera selfie này của nó này, nó là thiết kế theo kiểu dạng giọt nước thì nó cũng rất là cũ rồi. Thực ra là Vivo thì vẫn thích cái kiểu này đấy, chứ còn những hãng khác thì họ cũng bỏ hết cái kiểu này đi từ lâu lắm rồi. Đấy, viền hai bên thì cũng ở mức độ bình thường thôi, chứ cũng không phải là mỏng đâu nhé các bạn nhé. Và nhìn xung quanh cái phần cạnh máy này thì ngoài cái cổng sạc Type-C ra thì chúng ta sẽ thấy là nó vẫn sẽ giữ lại được cắm tai nghe 3.5 này. Nó sẽ có loa ngoài, nhưng mà đây nó chỉ là loa đơn thôi, chứ không có loa kép gì đâu. Tiện thể nói về cái phần camera phía sau thì sao? Chúng ta sẽ có một cái camera chính có độ phân giải là 50 chấm. Cái camera này thì sẽ có khẩu độ lép 1.8 và chúng ta sẽ có một cái camera 2 chấm khẩu độ lép 2.4 hỗ trợ cho việc chụp ảnh xóa phông. Và rất là đáng tiếc là cái chiếc điện thoại này thì nó không có camera góc rộng đâu nhé. Không camera góc rộng và cũng không có camera tele luôn. Nên là nếu mà lát nữa chúng ta chụp ảnh tele lên ấy thì nghĩa là chúng ta chụp ảnh zoom lên ấy, thì bản chất nó chỉ là zoom số thôi nhé. Đấy, chúng ta sẽ có một cái đèn flash ở đây. Bây giờ thì khi mà mở sáng màn hình lên ấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái màn hình này, cái tấm nền của nó chỉ là IPS LCD mà thôi. Kích thước màn hình là 6,56 inch. Tuy nhiên lại có thêm một cái điểm chê nữa, đấy là cái độ phân giải của nó chỉ là HD cộng mà thôi. Chính xác ra thì nó sẽ là 720 x 1612 pixel. Tỷ lệ màn hình là 20:9 cho một cái mật độ điểm ảnh rơi khoảng 269 ppi. 269 ppi là chúng ta đã cảm thấy nó rất là dỗ rồi. Nhưng mà rất là may mắn khi mà cái màn hình này nó có cái độ sáng, nếu mà xét ở trên tham chiếu của màn hình IPS là rất cao đấy nhá. Nó rơi vào tầm khoảng 700 nit cho đến 840 nit là tối đa. Thì ra ngoài trời nắng nhìn nó cũng rất là rõ ràng. Màn hình này thì màu sắc mình thấy là chân thực, không bị rực. Tuy nhiên là độ phân giải này, mật độ điểm ảnh và tần số quét thấp
chỉ là tầm 60Hz thôi là những cái điểm chê. Nói chung là so với các cái đối thủ ở trong tầm giá này thì thực sự là Vivo Y17s sẽ rất khó có thể để so được, bởi vì là các cái đối thủ ở trong tầm giá này đã làm màn hình AMOLED này, độ phân giải thì là Full HD cộng này, tần số quét thậm chí là 120Hz này, đấy, kiểu như thế. Thì sau này nó lại không có cái điều đó. Và tất nhiên với một cái màn hình nó là IPS LCD như này thì nó sẽ chỉ có vân tay ở bên cạnh hông thôi nhé các bạn nhé, chứ nó không thể nào mà có vân tay ở bên trong màn hình được. Đấy, vân tay bên cạnh hông thì sẽ tích hợp luôn với cả cái phím nguồn. Đấy, mình đang set luôn cái vân tay ở bên cạnh hông cho nó đây. Đấy, tích hợp luôn là phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng thì ở phía trên rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thử mở xem nó như nào nhé. Đấy, tốc độ mình thấy là thế này cũng khá là ổn đấy chứ. Chúng ta sẽ nói tiếp về các yếu tố khác nữa, ví dụ như là về pin, nó sẽ có viên pin là 5000 mAh. 5000 mAh là đủ tốt rồi, bởi vì cái màn hình của nó chỉ gánh là HD cộng thôi, nên pin nó sẽ trâu hơn những cái chiếc điện thoại màn hình Full HD cộng thông thường. Và nó sẽ có kháng nước kháng bụi là IP54. Mình nghĩ là có lẽ là đây sẽ là cái điểm sáng nhất của cái chiếc điện thoại này, kết hợp với cái phần mặt lưng này thôi, chứ còn thực sự là nó cũng có khá là nhiều những điểm để chúng ta chê. Tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ nói về cái phần mềm thì sao. Đây, mình sẽ vào trong cái phần giới thiệu điện thoại để mình xem là phần mềm nó đang là gì. Phần mềm hiện tại đang là Funtouch OS 13 dựa trên nền tảng Android 13, nghĩa là coi như là mới nhất bây giờ rồi. Bộ nhớ trong 128, RAM là 6+6, và mình cũng nói luôn đấy là cái cộng này thì nó cũng chỉ mang tính chất marketing là chính thôi, nó cũng không quá nhiều ý nghĩa thực tiễn ở đây. Và tất nhiên đối với cả một sản phẩm hàng chính hãng thì hiển nhiên chúng ta sẽ có sẵn tiếng Việt, sẽ có sẵn CF Play các thứ rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem qua một số những bức hình mà mình đã chụp ảnh ra bằng cái camera của chiếc điện thoại này nhé. Đấy, mình chụp ảnh nhanh thôi. Đầu tiên ấy là mình chụp ảnh ở trong cái điều kiện studio của mình. Đấy, các bạn cũng có thể nhìn thấy luôn này. Mình chụp ảnh ngược sáng với một cái bóng đèn Kino rất sáng 150W ở phía sau. Thì cái bóng đèn này, cái viền bao quanh bóng đèn nó không bị cháy, không bị lóa. Mặt mình thì cũng không bị tối đi. Nói chung là như thế này là mình thấy là cũng được rồi. Đây là chụp ảnh selfie ở bên trong nhà. Nói chung là các bạn nên chụp ảnh trong những cái điều kiện đủ sáng như thế này. Đấy, chứ còn nếu mà các bạn chụp ảnh ngược sáng nhé, hoặc là thiếu sáng thì nó sẽ rất là kém đấy. Ví dụ như với camera sau đây, ở đây mình chụp ảnh ngược sáng như thế này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là cái chất lượng cho ra này khá là kém. Nó, cái phần nhà này nó đã bị tối đi rồi, và cái bức ảnh nó có một cảm giác nhiều, có một cái lớp sương nó bao quanh đấy. Đây, chụp ảnh ngược sáng, hay là cái bức ảnh zoom số lên 2x này cũng thế này. Thậm chí là cái độ chi tiết giữ lại khi mà zoom lên 2x nó cũng đã không còn quá cao nữa rồi. Nói chung là cái camera này thì mình không đánh giá cao về chất lượng, và đặc biệt nữa là nó lại còn thiếu cả cái camera góc rộng nữa, nên thành ra là nó về cái sự đa dụng là rõ ràng là sẽ thua so với các cái đối thủ ở trong tầm giá này rồi. Nói chung là Vivo Y17s thì mình thấy là nó sẽ dành cho những ai mà thích một cái chiếc điện thoại có một cái mặt lưng là đẹp đấy, có một cái viên pin trâu, bởi vì đơn giản là nó chỉ gánh cái màn hình HD cộng thôi, và lựa chọn nó bởi vì nó có thêm cái kháng nước kháng bụi là IP54. Đấy, đây là những lý do. Còn lại thì tất cả những điểm trừ của cái sản phẩm này là gì thì mình cũng đã kể ra hết ở trong video rồi. Không biết là ý kiến các bạn như nào, hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và riêng Dương Dê thì khi mở hộp hay đánh giá về bất kỳ sản phẩm nào thì mình cũng sẽ khen chê rất là rõ ràng về sản phẩm. Nhược điểm cũng nói, ưu điểm cũng nói đấy. Các bạn có chấp nhận những nhược điểm đánh đổi lấy những ưu điểm của sản phẩm này không? Hãy để lại comment cho mình biết. Và các bạn có thể tham khảo qua tại website của Cellphonet cái sản phẩm này qua đường link mà mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.